Mình thấy mình với cậu cũng có điểm chung đó. Hay là chúng mình quen nhau đi. Nhưng mà... Khoan đã, đợi chút. Này không phải bạn gái của tôi chia tay giùm thôi hả? Em có biết là em tốn biết bao nhiêu công sức để mua được cặp vé xem ca nhạc không? Thì sao anh lại chia tay em? Rồi anh biết đi xem ca nhạc với ai? Anh nợ cho em đi. Mình cũng nghe anh nói nè. Mình chỉ cần người đi xem ca nhạc với em là được đúng không? Được rồi, tôi sẽ đi xem ca nhạc với em. Nói vậy, sẽ đi xem ca nhạc với em hả? Đó, muốn làm thì làm đi. Tôi có một cái yêu cầu nhỏ nhỏ nè. Đó là ông là bạn trai tôi nha. Cậu theo dõi mình hả? Cậu muốn làm quen với mình đúng không? Xin lỗi, mình không phải là loại con gái dễ dãi đâu à nha. Nhưng mà mình nói cho cậu biết, mình là hoa đã có chủ rồi. Nhưng không sao, cậu vẫn có cơ hội. Miễn là cậu cho mình thấy cậu có đủ sức quyến rũ với mình. Cậu cũng thích thời trang hả? Cậu nhìn bộ đồ này đi. Đẹp lắm đúng không? Mình tự thiết kế đó. 50 năm nữa, bộ đồ này sẽ là bộ đồ mà mọi người trên toàn thế giới mặc. Mình thấy mình với cậu cũng có điểm chung đó. Hay là chúng mình quen nhau đi. Nhưng mà... Khoan đã, đợi chút. Alo, anh hả? Mình chia tay nha. Ok, chúng ta có thể hẹn hò. Dám đi trước tôi hả? Từ trước đến giờ, Liên Thanh này chưa bao giờ để người khác đi trước. Đợi đó. Người anh em. Cậu hẹn mình ra đây có chuyện gì không hả? Nè. Trời ơi, ít quá hả? Nè, cầm đi, đừng có ngại nghe. Người em, cảm ơn cậu nha. Cái chuyện này chuyện nhỏ mà. 10 cái cô vậy tôi chia tay giùm được. Cậu nói thiệt hả? Một cô nhầm gì. Anh em. Cái này là sao đây? Đây là hội đen của mình đó. Họ cũng có cái nhu cầu mà muốn chia tay tình yêu của họ đó. Chú đi con. Chú ơi chú, mấy cái đứa chậu tre này nè, nó thiếu suy nghĩ nên con mới giúp nó. Mình lớn như chú rồi, chú phải chịu trách nhiệm với chuyện tình cảm của mình với chú. Con xin lỗi, con không thể nào giúp chú đâu. Giúp, giúp mấy anh em này đi. Một lần này nữa thôi nha. Mơn đi, tự chú mơn đi. Người ấy tên sao, biệt danh sao chổi, tính tình sốc nổi, lúc khóc lúc cười, khi vui thì tươi, như trăm hoa đua nở vậy, còn khi giận thì ngừng thở, lúc nở khóc rồng, nó chạy vòng vòng, không có sao thoát được hết á. Mọi người, cứu thế giới. Ca này đơn giản hơn ca thằng Quý nhiều, xử lý trong vòng một phút nhạc. Chào em là sao đúng không? Sao em biết tôi? Anh là Mẫn, anh là bạn của Hữu. Hữu nhờ anh tới đây nói với em một chuyện là hôm nay không thể gặp em được. Tại sao không thể gặp em? Kể từ hôm nay Hữu sẽ không gặp em nữa. Anh muốn chia tay với em rồi. Tại sao lại chia tay em vậy hôm nay chứ em không giúp em? Em bình tĩnh một chút xíu được không? Em mình không, không giúp em. Này không phải bạn gái của tôi chia tay giùm thôi hả? Không? Thì sao anh lại chia tay em? Rồi anh biết đi xem ca nhạc với ai? Anh nợ cho em đi. Mình cũng nghe anh nói nè. Mình chỉ cần người đi xem ca nhạc với em là được đúng không? Được rồi, tôi sẽ đi xem ca nhạc với em. Nói vậy, sẽ đi xem ca nhạc với em hả? Trời ơi, vậy em đừng đi xem ca nhạc rồi. Không ngờ đi chia tay mướn mà cũng kiếm được ca khác. Lẽ sau này mình chuyển qua làm cái nghề này luôn ta. Đại lý á. Nhỏ đó tên Linh, chọn người cứ đúng 4 giờ chiều là ngồi ở một góc quán cà phê quen thuộc, kêu một ly cà phê đen không được. Đúng 4 giờ rồi mà ta.
Chị ơi, cho ly cà phê đen, không đường. Nhìn gì mà nhìn? Đức thị là của ba. Chào bạn. Khoan, bạn tính hỏi tôi cái gì? Bạn tên là Linh đúng không? Khoan, để tôi đoán. Bạn là bạn của Hân đúng không? Bạn tới đây để chuyện lời giùm Hân đúng không? Hân hẹn với tôi á, đúng giờ hẹn mà Hân lại không tới, mà lại có một người khác tới đây ngồi đợi. Tôi thông minh quá mà. Mà bạn biết tôi tới đây chi không? Khoan, để tôi đoán. Mời bạn đoán. Không biết. Sao? Tôi biết ngay là bạn không biết mà. Tôi tới đây để chia tay giùm Hân. Trời ơi, vui ha. Chia tay mà cũng có chuyện chia tay giùm nữa. Ok, nếu mà ông muốn tôi chia tay với Hân á, thì tôi với ông chia cái đội đi. Ông thắng thì tôi sẽ chia tay với Hân, còn ông thua thì ông phải làm tất cả những gì mà tôi nói. Chơi thì chơi, con cá cái gì? Đỏ mắt đi, ai chết mắt trước thì người đó thua. Chơi chơi, chơi chơi. Chơi trò tiểu xảo hả? Bất chấp mọi thủ đoạn để được thắng. Đây không có dễ thua đâu cưng. Ây da. Thua. Rồi đó, muốn làm thì làm đi. Tôi có một cái yêu cầu nhỏ nhỏ nè. Đó là ông là bạn trai tôi nha. Xin lỗi người anh em, mình không thể giữ được bí mật địa chỉ nhà bạn. Cái gì vậy? Đây. Sorry người anh em, chắc Bảo sắp tới nhà bạn rồi. Mày nói gì vậy? Đúng hả? Ai này số khác nữa. Sorry người anh em, chúc bạn may mắn nhé. Mày gì vậy? Mận ơi, bạn con Kiếm. Dạ rồi, xuống liền. Anh ơi, ai đang đi trước tôi hả? Kiếm cho mọi người nào đi trước tôi đó. Anh biết chưa? Hả? Anh Mận, anh hứa sẽ phi xem căn nhà của em mà. Anh sao lại nói dối? Khi nào anh về? Trời ơi, ông mày. Tôi nói cho cậu nghe nha. Không phải là khác hỏi thấy tôi đâu. Đừng quên là cậu đang thua tôi đó. Cậu mày chết rồi. Nghe chưa? Ôi, tại chị cái gì? Trời ơi. Trời, cái này là bạn trai cái cô nhờ tôi chia tay cái cô giùm. Tôi chỉ làm gì tiền thôi mà. Ok. Chia tiền hả? Trời ơi vậy? Tôi chịu trách nhiệm. Quay. Mệt chưa? Tôi mệt lắm rồi đó. Giờ ba bạn tự thống nhất với nhau nha, xem tôi sẽ đi chơi với ai. Chứ cứ vậy mà tôi mệt quá. Tôi còn bài chưa làm nè, trận đá banh chưa coi nữa. Các bạn có 1 phút 59 giây. Nào. Bây giờ tôi tính như vậy nè. Chơi kéo pho vui quá, cho chơi với. Ai, ba người bạn tiếp đi, tôi có chuyện nói chuyện với mày chút xíu. Có thể giúp tôi làm bạn gái của tôi trong vòng vài phút thôi được không? Vài phút là nhiều. Chừng 3 phút thôi. Ok ok. Nhưng mà có gì cho tôi không? Có chứ. Rồi mình tôi chia cho bà. Tôi 7 bà, bà 3. Bù lên. Ok. Không. Hết đi. Tôi 7 ông 3. Đó, vậy đi. Rồi, đã đi. Hôm nay tôi muốn báo cho bạn một tin buồn. Đó là từ lâu rồi, tôi đã có bạn gái. Và đây là người bạn gái của tôi. Và tôi cũng muốn báo cho các bạn biết một tin. Tôi không phải bạn gái của Mận. Ôi,